Hiện nay căn bệnh ung thư vú ngày càng trở nên phổ biến ở chị em phụ nữ. Mặc dù tỷ lệ mắc cao song đây cũng là loại ung thư dễ điều trị nếu phát hiện sớm. Nguyên nhân và những dấu hiệu nhận biết để sớm phát hiện và điều trị kịp thời sẽ được bác sĩ Chan Chin Wan, chuyên gia ung thư vú đến từ Singapore chia sẻ cùng với quý vị ngay sau đây. Xin chào quý vị khán giả và ngay bên cạnh Lan Nhi lúc này là bác sĩ Trang Trinh Quan sẽ cùng chúng ta giải đáp những vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư vú của chị em phụ nữ hiện nay. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình. À, thưa bác sĩ, chúng ta đều nhận thấy một điều là căn bệnh ung thư vú là một trong những mối lo hàng đầu của chị em phụ nữ trên thế giới hiện nay. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả được biết về các triệu chứng chủ như là cách mà chúng ta chẩn đoán căn bệnh này được không ạ? Xin chào bạn và xin kính chào quý vị khán giả. Ung thư vú là một dạng ung thư rất phổ biến ở phụ nữ và đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á, ung thư vú ngày càng phổ biến hơn. Các triệu chứng thường thấy có thể là một khối u mà bạn có thể sờ thấy được khối u thường không đau và bạn có thể phát hiện khi đang tắm hoặc khi kiểm tra ngẫu nhiên thông thường bạn sẽ không phát hiện và tự nhiên nghĩ rằng ồ tôi nghĩ là có gì đó bất thường trong vú của tôi và tôi nên đi kiểm tra và đó là lý do mà chúng tôi luôn nói với bệnh nhân của mình là nên đi tầm soát định kỳ và tầm soát như thế nào đó chính là chụp nhũ ảnh Lợi thế của chụp nhũ ảnh là nếu bạn chụp nhũ ảnh thường xuyên, bạn có thể phát hiện khối u nhỏ trước khi kích thước u lớn hơn để bạn có thể sờ thấy được. Và điều đó cũng có nghĩa là bạn phát hiện ung thư rất sớm thì sẽ rất dễ điều trị. Cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ. Như vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những uh, tiến bộ về mặt kỹ thuật, phẫu thuật trong suốt những năm vừa qua và theo bà thì đâu là lựa chọn phẫu thuật hiện nay cho những người bệnh nhân ung thư phú ạ? Điều đáng mừng là phẫu thuật ung thư vú hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Trước đây chúng ta phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vú, tất cả cơ ngực cũng như các hạch bạch huyết ở một bên vú. Bên vú phẫu thuật sẽ hoàn toàn phẳng, chỉ là trông không được đẹp về mặt thẩm mỹ. Thế nhưng chúng tôi đã bắt đầu thay đổi phương pháp khoảng 30 năm gần đây, cố gắng bảo tồn vú vì chúng tôi nhận ra có thể kiểm soát ung thư hoàn toàn và bệnh nhân không cần phải cắt bỏ toàn bộ vú nữa. Hiện nay chúng tôi cần phải xem vú bị ảnh hưởng bao nhiêu và phần ảnh hưởng đó sẽ được loại bỏ. Nếu chúng ta chỉ loại bỏ một phần vú thì chúng tôi phải điều trị thêm để bảo toàn phần vú còn lại. Như vậy ung thư sẽ hiếm khi tái phát. Như bà vừa chia sẻ thì bà có thể chia sẻ thêm cho chúng tôi được hiểu là như thế nào là phẫu thuật bảo tồn vú và khi nào thì chúng ta cần cải tạo vú. Và giữa hai phương pháp này thì chúng ta nên ưu tiên chọn phương pháp nào hơn? phẫu thuật bảo tồn vú đang trở nên phổ biến hơn, trở thành phương pháp phẫu thuật chính thức trong điều trị ung thư vú. Đây là phương pháp phẫu thuật chỉ loại bỏ một phần vú bị ung thư và chúng ta không cần phải cắt bỏ toàn bộ vú nữa. Và các bác sĩ phẫu thuật bảo tồn chỉ cần loại bỏ một phần vú và sắp xếp lại các mô vú bên trong để định hình lại. Nếu không sắp xếp lại thì sẽ có một vết lõm ở vú và trông không được thẩm mỹ. Và nếu mà chúng ta sắp xếp lại thì mọi thứ sẽ vẫn trông như một bộ ngực bình thường và chỉ có một vết sẹo trên vú mà thôi. Vậy thì khi nào cần tái tạo vú? Đó là khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác hoặc khi vú đã bị ảnh hưởng quá nhiều và không thể bảo tồn. Khi đó thì chúng tôi sẽ phải cắt bỏ toàn bộ vú và đây là lựa chọn cho rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là nếu họ còn trẻ và không muốn cảm thấy tự ti về cơ thể của mình thì chúng tôi sẽ đề nghị là tái tạo vú. Thông thường tái tạo vú sẽ được làm trong khi phẫu thuật cắt bỏ vú nên khi bệnh nhân tỉnh dậy thì cô ấy vẫn có hai bên vú bình thường với bên vú bị ung thư thì các mô vú đã được loại bỏ và được tạo hình lại bởi bác sĩ thẩm mỹ chúng ta có thể làm phẫu thuật tái tạo rất đẹp hiện nay bởi vì chúng ta có thể giữ lại phần da vú toàn bộ phần da bên ngoài bao gồm nấm vú và cuồng vú được có thể giữ lại nên chỉ trông như một vết sẹo khi nhìn vào một số bệnh nhân thì giống như họ đã làm phẫu thuật bảo tồn bởi vì vết sẹo của hai loại phẫu thuật có kích thước bằng nhau thưa bà vậy theo bà thì chúng ta có thể ngăn ngừa ung thư vú bằng cách đi tầm soát căn bệnh này hay không và với chị em phụ nữ thì chúng ta nên tầm soát ung thư vú cách thời gian khoảng bao lâu Thật ra không thể ngăn ngừa ung thư vú. Ngăn ngừa có nghĩa là làm gì đó và ngăn ngừa ung thư vú phát triển. Nhưng ung thư vú thì lại rất dễ phát hiện. Và cách tốt nhất để phát hiện ung thư vú là chụp nhũ ảnh. Chúng tôi thường xuyên khuyên bệnh nhân nên chụp nhũ ảnh từ độ tuổi 40. Điều này cũng còn tùy thuộc vào tỷ lệ ung thư ở mỗi quốc gia. Như ở Singapore, có rất nhiều phụ nữ mắc ung thư dưới hoặc trong độ tuổi từ 50 là một độ tuổi trung bình. Vì vậy, phụ nữ ở đây nên tầm soát ung thư ở độ tuổi 40 đến 45. Bạn nên kiểm tra sớm hơn vài năm để có thể phát hiện khối u khi chúng còn nhỏ hơn là khối u đã lớn. Nên bạn có thể chụp nhũ ảnh mỗi năm hoặc tối thiểu có thể chụp 2 năm một lần nếu ung thư vú không phổ biến ở quốc gia các bạn. Về vấn đề này thì bạn phải tham khảo biểu đồ ung thư ở nơi bạn ở xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của bác sĩ chan chin quang và hy vọng là với những chia sẻ của bác sĩ thì đã giúp cho quý vị khán giả có thêm những kiến thức cách điều trị về căn bệnh ung thư vú để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và những người chúng ta yêu thương mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung của chương trình ngày hôm nay